Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HT Game 76. Thì anh em đang muốn chơi vị tướng Florentino nhưng chưa biết cách cài đặt sao cho vị tướng Florentino múa nó mượt nhất, nó không bị giật lót, không bị khẩn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách cài đặt setting Florentino đến chuẩn cho anh em nhé. Này thì về vị tướng Florentino này, về cái cách cài đặt á, thì anh em sẽ mở cái điều khiển này lên. Này thì cài đặt cái độ nhạy sai chiêu á, thì anh em sẽ để ở mức cao lên cho mình nha. Bởi vì mức cao này thì sai chiêu anh em nó mới nhảy được. Rồi cái camera thì anh em để camera trượt, về tốc độ camera thì anh em để cao nha. Rồi cái về cái chế độ công chỉ định thì anh em để ở an lính đại trụ thì anh em sẽ có ba cái nút, đó là nút an lính nè, nút đánh tướng nè, và nút đại trụ nè. Đấy, khi vào trong trụ thì anh em có thể là bấm vào nút để trụ để mà nó đánh cái trụ. Còn khi mà có lính thì anh em sẽ bấm vào nút đánh lính. Nào, anh em muốn ăn lính thì anh em sẽ đánh vào nút ăn lính. Còn đánh tướng thì anh em sẽ đánh vào cái nút đánh tướng như thế này. Thì lúc đó Florentino nó sẽ đánh theo tùy ý của anh em. Rồi, về cái phương pháp lựa chọn mục tiêu á, thì anh em sẽ chọn mục tiêu đó là máu thấp nhất cho mình. Về lựa chọn mục tiêu máu thấp nhất á, thì anh em sẽ đánh vào những vị tướng, đó là vị tướng AD, những vị tướng máu mỏng, AD sát thủ hoặc là mid của team bạn, chứ không có đánh vào những vị tướng tanh. Thì lúc đó anh em sẽ lòn ra phía sau và bắt được những vị tướng AD của team bạn. Đấy, thì anh em sẽ chọn là máu thấp nhất cho mình nha. Về cái cách chọn mục tiêu á, về vị tướng Florentino anh em muốn mà nó đánh nó khóa mục tiêu lại. Ví dụ như anh em muốn đánh vào một con tướng nào đó thì anh em sẽ khóa cái mục tiêu, anh em sẽ đánh liên tục vào cái mục tiêu đó, thì anh em sẽ chọn là vào vòng tròn khóa mục tiêu cho mình nha. Thì cái vòng tròn khóa mục tiêu là cái này nè anh em. Đó, ví dụ như anh em khóa vào vị tướng Ten này thì anh em sẽ múa liên tục vào vị tướng Ten luôn, chứ anh em không có đánh vào những vị tướng khác. Đó là vòng tròn khóa mục tiêu nha anh em. Rồi, đó là cái cách chọn mục tiêu. Về cái hiển thị mục tiêu chỉ định thì anh em ấn đây. Về cái phương pháp lựa chọn mục tiêu thì anh em sẽ chọn là cái hỗ trợ xoay chiêu cho mình nha. Bởi vì vị tướng Florentino là anh em tung hoa này, anh em thấy không? Thì anh em phải hỗ trợ xoay chiêu và anh em bấm vào cái định vị lướt ngón tay cho mình. Định vị lướt ngón tay á, thì anh em sẽ lướt về hướng nào thì nó sẽ theo hướng đó. Ví dụ như anh em lướt ngón tay vào hướng của thằng Ten này thì anh em sẽ tung bóng nó trúng vào vị trí của thằng Ten. Còn ví dụ như anh em muốn tung bóng vào cái con quái nhỏ này á, thì anh em sẽ tung bóng vào cái con quái nhỏ và nó sẽ hướng vào cái vị trí của con quái nhỏ nha anh em. Đó, hoặc là những vị tướng AD của team bạn thì anh em sẽ định vị là lướt ngón tay thì lướt hướng nào thì nó sẽ định hướng theo hướng đó. Còn anh em mà định vị thủ công như thế này hoặc là tung chiêu tự nhắm á, thì anh em sẽ không có cái nút này. Đấy, nó tự động nó tung chiêu, nhưng mà lúc đó thì anh em sẽ nó tung chiêu tự động thì nó sẽ không có chuẩn nha anh em. Đó, nó mất luôn cái hướng định hướng. Đấy, thì anh em phải là hỗ trợ sai chiêu và định vị lướt ngón tay cho mình, thì lúc đó anh em sẽ nó có cái những cái này này, nó cái đường như thế này anh em sẽ thấy và anh em sẽ định hướng nó sẽ dễ hơn nha. Rồi, về cái tiếp theo, cái quỹ chiêu thì anh em sẽ chọn vùng nha, chọn vùng như thế này. Đấy, thì nó sẽ lên trên này thì anh em sẽ quỹ chiêu được. Rồi, cái cách pin nhanh trong bản đồ thì anh em sẽ ấn gửi, cái này thì không quan trọng, không có quan trọng lắm nha anh em. Rồi, cái ưu tiên công kích địch khi di chuyển á, này thì anh em sẽ đóng đi. Khi mà anh em đóng đi á, thì anh em sẽ, khi mà anh em đánh vào những vị tướng mà AD của team bạn á, thì anh em sẽ đứng gần sát tới vị trí của AD thì anh em sẽ đánh, thì nó sẽ ốp sát vào mục tiêu. Thì ưu tiên công kích địch khi là anh em đóng đi nha. Thì đa số là anh em sẽ đóng đi hết đi. Những cái này thì nó sẽ không có, nó tránh cái tình trạng đó là giật như thế này nè anh em. Ví dụ anh em mở nha, anh em đánh vào nó ngoài vị trí, nó giật như thế này nè. Đấy, đó, lúc đó là anh em sẽ, nó bị lẩn khẩn, anh em sẽ không có cái được. Đấy, nó giật, anh ngoài cái tầm là nó sẽ bị giật như thế này nha anh em ạ. Đấy. Đấy, thì anh em phải đóng đi nha. Rồi góc quay thì anh em sẽ không đi theo. Và cái lệnh di chuyển á, lệnh di chuyển này á, thì anh em sẽ bấm vào cái chỗ là không theo thì nó sẽ cố định, thì nó ở bên góc trái màn hình này. Anh em thấy cái vòng tròn không, nó đứng y một chỗ, nó không có di chuyển xê lệch. Lúc đó là anh em sẽ định hướng được cái, bởi vì vị tướng Florentino á, là anh em khi mà tung bông thì anh em sẽ lượm bông theo hình tam giác. Đấy, thì cái vòng tròn này nó ở cố định một chỗ thì anh em sẽ định hướng được cái vị trí của cái vòng tròn, cái vị trí mà lượm bông chỗ nào thì anh em sẽ giữ cái nút di chuyển nó ở một cái vị trí cố định thì anh em sẽ dễ dàng để lượm bông hơn, chứ anh em nó để nó chạy loạn xạ thì nó sẽ không có lượm bông được nha anh em.
Thì đó là cái cài đặt về cái lệnh di chuyển, thì anh em sẽ bấm vào không theo cho mình. Về cái lệnh đồng bộ di chuyển thì anh em có thể tắt đi cũng được, cái này thì không cần thiết lắm anh em ạ. Rồi cái từ tự động từ chối đầu hàng thì anh em sẽ bật lên. Rồi cái đó là về cái phần điều khiển qua cái phần thiết lập giao diện. Thì cái này cũng rất là quan trọng nha anh em. Thì cái hiển thị trang bị phóng to vị trí bản đồ nhỏ và vị trí shop thì anh em sẽ hiển thị ở bên phải hết cho mình. Hiển thị bên phải thì nó anh em sẽ dễ mua đồ hơn. Đấy, và nó sẽ cái bản đồ nó sẽ rộng hơn một chút nha anh em. Rồi, đó là cái thiết lập cái trang bị và cái vị trí shop và vị trí phóng to bản đồ. Về cái ảnh hiện mô tả trang bị thì anh em bật lên, thông số mục tiêu thì anh em sẽ bật lên, về không camera anh em bật lên, trò chuyện anh em bật lên. Đấy, hình hiển thị hình ảnh tướng tung chiêu thì anh em sẽ bật lên, nhìn nó sẽ đẹp hơn nha. Đấy, thời gian hồi thông số thập phân, hồi số thập phân thì anh em sẽ bật lên, khi mà anh em tung bông ấy thì cái thời gian hồi này nó sẽ hiển hiển thị, hay giờ còn bao nhiêu thời gian hồi thì nó sẽ hiển thị lên cho anh em. Thì đó là cái về cái tiếp tục nữa là cái xem thông tin tướng này, anh em nên tắt đi nha. Rồi cái vị trí tướng địch rìa màn hình thì anh em tắt đi cho nó đỡ giật lag hơn. Về chiến lược thì anh em có thể mở lên. Những cái này thì anh em nên tắt này, cái like trong trận này, cái nhận lỗi trong trận, cái đáp lỗi trong trận và trả lời nhanh thì anh em phải tắt luôn cho mình, bởi vì những cái này là những cái không cần thiết mà nó sẽ thông báo liên tục, anh em sẽ rất là khó chơi. Tuy nhiên cái này là anh em phải bật lên cho mình này, cái này là rất là quan trọng này, cái FPS á thì anh em phải bật lên cho mình nha. Cái FPS này này anh em bật lên cho mình. Đấy, anh em bật lên á thì anh em sẽ cố định FPS mà nó không có bị tụt FPS cho mình. Thì lúc đó là anh em sẽ múa nó sẽ rất là mượt. Ấy, có một số anh em là hỏi là tại sao là trong game thì không thấy cái hiển thị cái chiêu, thì anh em thấy bật cái này lên này thì nó, thì khi mà giữ nút chiêu thì nó sẽ hiển thị miêu tả chiêu và có thể đổi giữa miêu tả chiêu chung và miêu tả chi tiết, thì anh em bật cái này lên miêu tả chiêu trong trận này này. Đấy, thì anh em sẽ hiển thị được cái chiêu đó là nó sát thương hay là choáng hay là miễn khống chế đó, anh em thấy không, chữ choáng này, chữ sát thương này, chữ miễn khống chế này. Đấy, và khi mà nhấn giữ vào một cỡ 3 giây á thì lúc đó thì việc cái chiêu nó sẽ hiển thị lên và nó sẽ mình sẽ đọc cái chiêu thức nó như thế nào. Rồi đó là cái phần thiết lập giao diện nha anh em. Rồi về qua cái phần thiết lập này, cái góc camera thì anh em sẽ luôn luôn là ở mặt bật góc camera xa. Về cái FPS này nè, anh em phải để cao lên cho mình nha. Đấy, anh em phải để cao lên cho mình để anh em muốn nó không có bị khựng và không bị giật lag nha anh em. Thì đó là một trong những cái cài đặt rất là quan trọng đối với vị tướng Florentino. FPS anh em phải để bật cao lên cho mình. Đấy, thì anh em nhớ nha. Đấy, về cái phần thiết lập thì anh em phải đặt FPS cao. Rồi cái hiệu ứng thông báo thì anh em có thể lên bật lên, hạn chế pin nhanh thì anh em phải bật lên nha. Hạn chế pin nhanh là có nghĩa là anh em hạn chế những cái thằng trong cái team mình nó pin liên tục, có những thằng là nó rất là ngứa tai và nó pin liên tục là anh em rất là khó chịu. Rồi đó là cái phần thiết lập này, thì hai cái phần rất rất quan trọng của mình phải nói đó là cái phần đó là FPS, anh em phải bật cao lên và cái góc camera xa, thì đây là cái phần quan trọng nhất của cái thiết lập mà cái chất lượng hình ảnh rồi cái chất lượng góc camera nó xa lên thì anh em sẽ dễ thấy đường mà anh em đánh. Rồi những cái này thì không quan trọng lắm. Về cái thiết lập mạng, cái thiết lập mạng này á anh em muốn mà đánh nó không bị giật lag á thì anh em phải bật chế độ wifi và 4G cùng một lúc. Hay thì trong trận thì anh em sẽ mở wifi và 4G để giúp mạng nó đảm bảo ổn định hơn nha anh em. Thì đó là toàn bộ cái cài đặt setting nút Florentino để cho anh em muốn nó mượt hơn nha anh em. Không có bị giật lag, nó không có bị tụt FPS nha anh em. Thì đây là toàn bộ cái cài đặt chuẩn mà mình chia sẻ cho anh em. Thì chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em thấy hay, thấy hữu ích thì anh em nhớ bấm nút like để ủng hộ mình. Chơi vị tướng nào anh em cứ comment dưới phần bình luận đi, mình làm cho anh em xem nha anh em. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong cái clip tiếp theo.